Hello, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay em đi ăn buffet Đại Dương ở quốc lộ 50, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Thì giá vé này từ thứ hai thứ sáu là 199.000, trẻ em mét 2, mét 3 thì 119, thứ bảy chủ nhật thì 219.000, trẻ em thì 139.000, trẻ em dưới mét 2 là miễn phí. Đây địa chỉ của quán đây, 222-12 quốc lộ 50, 222-12 nhưng mà nó nằm ngoài mặt tiền, tại vì cái địa chỉ ở đường quốc lộ 50 này nó tùm lum ra. 22-6-5-7-8-9 sẹt lum mà mặt tiền. Thì cái quán này, quán thứ sáu này không có đông như thứ bảy chủ nhật, chỉ rất như trên lầu không ai ăn. Giờ em vô quán mà ở đây là chỗ bán vé, bán vé xong cái mình đi qua bên trái mình ăn, bên phải là gửi xe. Mình mua vé xong cái người ta dán lên cái tay gì nè, đó Đại Dương. Khi mà mình đi ra đi vô có cái vòng tay này thì người ta cho mình ra vô bình thường. Tại mình mua vé rồi, muốn ra vô lúc nào cũng được. Đó, còn này là món để sẵn rồi, mình muốn ăn gì mình lấy đó. Ở dưới là có mấy cái dĩa, tô, chén này nọ rồi. Buffet Đại Dương quốc lộ 50. Đây là món chả giò, bánh phồng tôm, bánh bò, đủ loại luôn. Cái này là tất cả bánh bao á. Đây món gì em không biết luôn, mấy món ăn bé tên. Đây là bánh da lợn nè, bánh khoai mì nè, bánh xoài dị nè, có trái cây, tráng miệng, ổi nè. Đây là cái này giống như là nem gì đó. Đây cũng là lạp xưởng nem nữa. Cái này là khoai tây chiên, thanh long đỏ, dưa hấu. Đây là đùi gà chiên mắm tỏi. Đây là dồi. Đây là bơm nè quý vị, nhãn, chắc nhãn tiêu quá chưa ăn nhưng mà nghĩ nhãn tiêu này nhỏ nhỏ. Đây là nho biết phải nho Mỹ không? Mấy con này là con sò lụa. Đây là ốc bu. Đây là quýt, mận, càng ghẹ. Cái này càng ghẹ giống càng ghẹ giang me, xào bơ, tôm tích, nho nữa, bơm, quýt, ủa sao bơm, quýt, nho, trái cây giống giống nhau, chia ra nhiều mâm thôi. Nè mấy con xào lá này ăn không ngon mà xào lông, nghe con miêu, xào lụa, nhãn, táo, nhiều ốc. Rồi đem điền chồng thôi đã. Cái này cà na gan muối hay là gan gì á, muối tiết gì á, cá lụa, sen xào, rau gần cua, mì gói nữa, chắc con lẩu á, cải chua, kim chi gì á, nấm tiết, nấm, rau này rau gì quên ta. Đây là con nhút gì á quên rồi. Đây là rau muống. Đây là dưa leo, cà chua bi, mì cải xà lách, lá quế, nhãn quá trời luôn. Đó, cái vàng trên đó toàn là trái cây không, ở dưới là mấy cái món ăn ốc nghêu này họ rồi hải sản nữa. Còn nữa còn trong nữa để em vô quay cho quý vị coi. Cái này là gia vị để mình ăn, ớt nè, nước mắm ớt,
mắm, cái này rất chao quá, cái này là ớt xanh, cái này là muối ớt, cái này là muối tiêu, tắc, tương ớt, tương cà, ốc đinh xào, nước cốt dừa, súp, tôm, tôm này tôm tôm càng bự, đầu bự, sò này, sò lông, sò mấy sò lông, sò lá, đây sò lụa, đây là hấp bu, hấp bu này là hấp, hấp bu hấp cái gì á, hấp cả hấp gì á, mấy con này sò, sò gì á, chống sò lụa quá, mì xào, cơm xào. Đây cái phần lăn chắc của lẩu nướng, đậu bắp, hấp, cà tím, xúc xích, chắc là tôm viên quá. Rồi mấy cái món này không món nào để tên á, thịt thịt heo quá, lạ quá, cá kèo đồ cái lum á. Cái gì ta? Không biết, không biết cái gì. Một cái gì luôn, cắt ra hết rồi, cá nào như cá nấy à. Cái bên giống như cá lóc. Cái gì ớt nữa hả? Ớt, gà, lum la, nhiều món lạ quá. Đây là cút, cút bò quá. Lâm món chắc cỡ 70-80 món gì á. Đây là nước đá đủ để ướp đồ ăn chứ không phải để uống. Ướp đồ ăn cho lạnh lạnh nó không hư. Kèo cá bọc với bạc thì lâm la. Bạch tuộc. Vú vú heo hay vú dê không biết luôn. Dạ. Rồi tiếp. Sò đẹp. Trời ơi, sò đẹp con nào cũng lấy cái vỏ bự như trời. Thịt chút xíu, xíu à. Cái con này là nó như sò dẹo. Tâm tích. Mấy con kia, mấy con ngao. Con gì tùm lum la, mấy con bự quá, ăn không sao nổi trời. Mấy con này là mấy con hàu, hàu giống như hàu sữa Pháp đó. Nhiều. Rồi xong hết nguyên một cái quán rồi, quán quán buffet đại dương. Đây là trên lầu rất có cỡ chừng mấy bạn. Hôm nay thứ sáu thì giá nó rẻ bình thường đi một chút. Đây có quy định nè, thức ăn rất quý, quý khách vui lòng lấy vừa đủ, nếu dư nhà hàng sẽ phụ thu 100.000 100g. Rồi vậy là phải lấy ít thôi, ăn hết thì lấy tiếp. Còn ăn mà dư 100g là 100.000. Ở đây có nước uống nè quý vị. Cái bình này là bảy ấp, này là nước si, này nước cam, này tất Linda Fanta vậy, còn Linda. Rồi bây giờ em đi em lấy đồ ăn em ăn. Bây giờ tạm thời em lấy mấy món này ăn thử quý vị. Lúc em ăn hết thì em ăn đem tới đẳng lấy tiếp. Đây bữa nay thứ mãi lẩu. Từ thứ hai thứ sáu được nước lẩu. Rồi mình lấy mé này bỏ vào lẩu nè. Rồi về nướng ăn nè. Mời quý vị ăn với em nha. Giờ nãy giờ em ăn cũng nhiều rồi quý vị. Em ăn đồ nướng với lại lẩu.
Hôm nay thứ sáu khuyến mãi cho nước lẩu này, nước lẩu Thái nè. Bình thường không có. Ở bên đây là nướng, nãy em ăn nhiều quá rồi. Ăn lúc nãy quán cũng hơi đông chút, bây giờ quán khách về gần hết rồi quý vị. Em giờ em chuẩn bị về nè. Em kết thúc video tại đây nha quý vị. Quý vị ai chưa đăng ký nhớ đăng ký giùm em nha. Ai chưa đăng ký thì đăng ký, ai đăng ký rồi thì bấm like giùm em, comment giùm em để mốt em đi quay thêm review mấy quán khác nữa. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video sau.